Anh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 300 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bây giờ Thanh Hà Đế đuổi theo Trung Nhạc không lâu, đột nhiên chợt nhớ ra rồi lập tức dừng lại, tiếp tục tiến về Thiên Đình. Truy kích Trung Nhạc rất có khả năng sẽ trúng bẫy của hắn, có thể mãi mãi cũng không đuổi kịp. Nhưng tới Thiên Đình đồ sát cường giả chí chướng Mục Tiên Thiên thì Trung Nhạc sẽ tự chui đầu vào giỏ. Dù gì thực lực của Trung Nhạc hiện tại cũng rất cao, tốc độ của con thuyền cổ nghìn cánh còn nhanh hơn, ngay cả hắn muốn đuổi theo cũng không thể. Không lâu sau quả nhiên Trung Nhạc đã đuổi theo lại hắn. Thanh Hà, có giỏi thì đừng có cháy. Thanh Hà Đế phẫn nộ truy sát lại thì Trung Nhạc lại rút lui, chạy mất tăm mất tích. Đường đường là đế mà bị một tên tiểu bối vô lại giữ chân, đúng là mất mặt mà. Thanh Hà Đế gần như phát điên, quyết định mặc kệ Trung Nhạc, cứ quay về Thiên Đình. Trung Nhạc lại đuổi theo, tìm đủ mọi cách sỉ nhục khiêu khích. Thanh Hà Đế coi như không nghe thấy, tiếp tục đi đường của mình. Họ còn cách Thiên Đình hơn chục ngày đường, trở về Thiên Đình thì Trung Nhạc đừng hòng chạy thoát được. Thanh Hà Đế hạ quyết tâm, chỉ cần trở về Thiên Đình Trung Nhạc đánh không lại là chạy, vậy thì hắn sẽ nhân cơ hội đó đổ sát cao thủ dưới trướng Mục Tiên Thiên, xem Trung Nhạc còn có chạy được hay không. Hắn phải ép Trung Nhạc buộc phải tử chiến với hắn, chỉ có như vậy mới giết chết được Trung Nhạc. Một đạo đao quang từ phía sau lưng hắn chém tới, Thanh Hà Đế vội vàng điều khiển dòng sông lớn chặn lại. Quay lại nhìn thì thấy Trung Nhạc đứng trên mũi thuyền, vung đao chém lên tiếp về phía hắn. Được đằng chân lân đằng đầu. Thanh Hà Đế tức giận đến run người, dừng lại giết tên tiểu tử này không được, mặc kệ hắn rời khỏi đây cũng không phải. Nếu hắn dừng lại thì chắc chắn tên tiểu tử này sẽ bỏ chạy mất hút, muốn đuổi cũng không đuổi được. Nếu hắn mặc kệ thì chắc chắn lại được đằng chân lân đằng đầu tiếp, không ngừng tấn công sau lưng mình. Ta... Thanh Hà Đế có cảm giác bất lực, cả đời này hắn đã gặp đủ mọi loại vô sỉ nhưng vẫn chưa từng thấy kẻ nào như Trung Nhạc. Rõ ràng là đánh không lại mà vẫn còn mặt dày tới đánh, khiến cho hắn đánh không được mà bỏ đi cũng không được. Được, để ta bắt được ngươi, ta sẽ rút gân lột da ngươi, luyện thịt mỡ của ngươi thành dầu đốt đèn trời. Trung Nhạc liên tục vung đao đuổi theo Thanh Hà Đế mà chém tới, đúng là không kiêng dè gì. Thanh Hà Đế muốn đi cũng không đi được, thần đao của Trung Nhạc có uy lực có thể gây thương tích cho hắn. Nếu lơ là phòng ngự, bị tiểu tử này chém trúng vài đao thì tuy không hại tới tính mạng nhưng cũng không dễ chịu gì, ít nhất là cũng bị thương nhẹ. Tích tiểu thành đại, thương nhẹ sẽ thành thương nặng. Nếu đường đường là một vị đế mà bị một vị tạo vật chủ nhỏ nhoi đánh trọng thương thì sẽ khiến cho người ta cười vào mặt. Vì thế hắn đành phải chống đỡ. Tốc độ của Thanh Hà Đế bị hắn kéo chậm lại, 2 tháng cũng không đi hết chặng đường của hơn chục ngày này, vô cùng uất hận. Thế nhưng không đi mà cũng không đánh được. Hơn nữa cứ chục ngày nửa tháng là Trung Nhạc lại mời 6 vị phục hy thần nhân tới bao vây hắn, đánh một lúc rồi đi, không ở lại chút nào. Mấy thái cổ thần vương đó đang làm gì vậy? Thanh Hà Đế tức tới gần thổ huyết, ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Một đám phục hy chạy ra ngoài, các ngươi đều mắt mù hết rồi hay sao? Tại sao không diệt trừ đám dương nghiệt đó đi? 2 tháng này đối với hắn đúng là khổ sở. Trung Nhạc căn bản không đánh lại hắn, chỉ khi gọi 6 vị phục khí kia tới mới ngăn ngừa được với hắn. Nhưng mấy phục khí đó rõ ràng là trân trọng tính mạng, đánh không lại là bỏ chạy, chỉ Trung Nhạc mới bám lấy hắn không buông. Mỗi khi hắn định hạ sát thủ thì Trung Nhạc lại quay người bỏ chạy, mà Thanh Hà Đế lại đuổi không kịp. Điều này khiến cho Thanh Hà Đế có một thân tu vi vô biên mà không thi triển được. Lại thêm hơn 2 tháng qua đi, cuối cùng Thanh Hà Đế cũng trở về Thiên Đình. Thấy bên ngoài Nam Thiên Môn, các quân Thiên Đình và đại quân của Mục Tiên Thiên đều đã tự đóng trận doanh. Rõ ràng là trận chiến ác liệt kia đã kết thúc.
Thanh Hà Đế có phần khó hiểu, chiến tranh kết thúc nhanh như vậy hay sao? Hắn là đế cảnh, có thể dẫn thiên địa đại đạo tới trợ chiến, khi chiến đấu sẽ không mệt. Còn thiên đình và đại quân chủ lực của tiên thiên cung đều là thần ma các cảnh giới, trải qua vài ngày chiến đấu là đều mệt mỏi. Phân thân của Trung Nhạc và bọn Vân Quyền Thư đều thu binh, phái thần ma dọn dẹp chiến trường, thu nhặt thi thể các chiến sĩ chiến tử nơi xa trường. Thật ra khi Thanh Nhà Đế và Trung Nhạc đánh tới Trường Long đất lở, thì đại chiến giữa tiên thiên cung và thiên đình đã trải qua 3 trận. Mỗi bên đều binh khiển tướng giết tới mức máu chảy thành sông thành biển. Nam Thiên Môn cũng bị nhuộm đỏ. Còn trận chiến giữa Đế Hậu và Trường Sinh Đế, Trường Sinh Đế đánh không lại bị trọng thương. Ương Tôn Đế thì đánh trọng thương Kim Thiên Đế, tới chi viện tế Ngũ Đại Thiên Đế thần binh của Trung Ương Thị, cộng với đế binh của mình, buộc Đế Hậu Nương Nương phải rút lui cứu được Trường Sinh Đế. Khi Thanh Hà Đế tới, trận chinh phạt thứ tư vẫn chưa bắt đầu. Phòng tuyến của hai bên được xây cao chót vót, vô số thần ma đứng trên từng thành phòng bị thâm nghiêm. Đúng lúc này, hai bên địch ta nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi. Trung Nhạc đứng trên đầu mũi thuyền đang tấn công Thanh Hà Đế, còn Thanh Hà Đế thì không dám dừng lại đối với Trung Nhạc, có vẻ khá thảm hại, vừa chống đỡ vừa lui về hướng thiên đình. Trên từng thành, tất cả thần ma đều trố mắt há hốc mồm nhìn Thanh Hà Đế vừa chiến vừa lui, còn Trung Nhạc thì cứ dồn tới, đúng là thần dũng bất phàm. Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Tiên Tiên Nương Nương tọa trấn trong đại quân thiên đình cũng sững sờ mà nhìn cảnh tượng đấy. Ba người nhìn nhau không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mau mau đi bẩm báo với bệ hạ, Thanh Hà Đế bị dịch quân vương truy sát, mong bệ hạ tới ứng cứu. Vân Quyển Thư hét lớn, lập tức có thần tướng chạy tới thẳng Lăng Tiêu Bảo Điện, chuẩn bị bẩm báo với Đế Hậu, mời Đế Hậu tới chi viện. Thanh Hà Đế vừa ngượng vừa phẫn nộ, nhưng đúng lúc này có tiếng đập lớn vang lên, không gian biến dạng, đại doanh của thiên đình và tiên thiên cung cùng biến mất. Là luân hồi ma âm ư? Là Huyền Kỳ Nhị Tẩu sao? Thanh Hà Đế trong lòng chấn động, vội vàng ngẩng lên, thấy hai lão hủ ở phía trên rèn sắt. Hai lão hủ này đều để cánh tay trần, một người cầm vạn bảo đạo truy, một người thổi gió cho lò rèn, đang rèn một món thần binh. Đột nhiên rất nhiều món đế binh hiện lên: Thái Phùng, Lung Chất, Dực Thiên Quân, Kiều Trùng, Linh Tranh, Thần Vũ Uy Vương, Ngũ Phó Công, các đại viên mãn đế quân của Tiên Thiên Cung, cùng với tộc trưởng Trung Ương Thị, đế quân Trường Sinh Thị và các tộc trưởng đầu não của các đại đế tộc như Đề Mặc đều xuất hiện trong thế giới luân hồi ma âm này. Uy năng các món đế binh bạo phát tấn công hắn. Ngoài họ ra, còn có thân ngoại hóa thân của Thạch Âm Cơ, Y Uyển Quân, Hỗn Độn Vũ và Âm Phiền Huyên, cũng có chiến lực đế quân viên mãn. Bốn phân thân đều được luyện thành từ lông vũ của Phượng Thiên Nguyên Quân, mắt của Tiên Thiên Tà Đế, đuôi của Tiên Thiên Ma Đế, nắp sọ của Tiên Thiên Thần Đế, thực lực vô cùng cường đại. Thực lực của bản thể Thạch Âm Cơ và Y Uyển Quân tuy không mạnh, nhưng thân ngoại hóa thân lại cực kỳ cường đại, cũng tỏa sáng trong trận chiến với thiên đình. Nguy rồi! Thanh Hà Đế trong lòng âm thầm kêu khổ. Trúng kế của tên tiểu cầm thú kia rồi. Hắn cứ nghĩ phải về thiên đình đồ sát bộ hạ của Trung Nhạc, buộc hắn ta phải quyết chiến với hắn. Thế nhưng không ngờ hai bên lúc này lại đang trong lúc đợi thời kỳ đình chiến. Phân thân Trung Nhạc vốn ở trong đại doanh điều động các quân đối kháng với thiên đình. Nhân lúc đình chiến, chắc chắn Trung Nhạc đã sớm cho thủ lĩnh các quân đế quân đại viên mãn bố trí trận thế vây khốn hắn, chuẩn bị dùng tới hơn 20 vị đế quân đại viên mãn mà luyện chết hắn. Uỳnh uỳnh, con thuyền cổ nghìn cánh xuất hiện trong không gian luân hồi ma âm. Trung Nhạc đứng trên mũi thuyền hét lớn: Đế Hậu Nương Nương rất nhanh sẽ tới luyện chết hắn thôi. Thanh Hà Đế vực kinh vừa nộ, đế quân có mặt ở đây có tới hơn 20 người. Nếu là loại tầm thường thì hắn không sợ, nhưng quan trọng là những đế quân này đều là đế quân đại viên mãn, trong đó chiến lực của Thần Vũ Uy Vương là mạnh nhất, và còn mấy vị nữa thuộc tầng thứ như Thần Vũ Uy Vương. Quan trọng hơn nữa là họ mang đế binh tới, chỉ riêng đế binh của Trung Ương Thị cũng có tới 5 món. Đế binh bù đắp sự thiếu hụt sức mạnh của họ đủ để uy hiếp tới hắn. Thanh Hà Đế toàn lực điều khiển 6 dòng sông lớn đối kháng với những món đế binh đang oanh kích hắn. Đế binh thực sự quá nhiều, lại nhiều chủng loại, công dụng khác nhau khiến cho hắn căn bản không để đỡ kịp hết. Quan trọng hơn là Trung Nhạc, người có sức uy hiếp lớn nhất tới hắn, cũng đang điều khiển con thuyền cổ nghìn cánh bay quanh hắn, không ngừng chặn những dòng sông lớn của hắn, khiến sự phòng ngự của hắn cũng xuất hiện sơ hở. Những món đế binh kia oanh kích lên người khiến cho Thanh Hà Đế loạng choạng, trên người rất nhanh đã xuất hiện vết máu loang lổ vô cùng thảm hại. Lẽ nào
ta lại bị một đám tiểu bối đánh chết ở đây hay sao? Trong lòng của hắn một mảnh bi ai, đáng sợ hơn là Huyền Kỳ Nhị Lão. Tâm cảnh của hai vị này đã là đế cảnh, chỉ còn một chân nữa là bước vào đế cảnh, cùng là đại cao thủ như Thần Vũ Uy Vương. Hai người luyện bảo nhập đạo lúc này đang rèn một món thần binh nhằm vào hắn. Trên đỉnh đầu hai vị là một chiếc thiên bàn, là Trung Nhạc lấy thiên bàn của hắn lên giúp họ suy đoán thần binh nhằm vào Thanh Hà Đế. Quanh người hai vị đấy là ánh lửa chói lòa, thấp thoáng như sắp dẫn tới thiên địa đại đạo, dùng luyện bảo chi đạo hàng phục thiên địa đại đạo. Đây là dấu hiệu sắp tu thành đế cảnh. Dưới vạn bảo đạo truy của hai vị, một món thần binh khiến cho Thanh Hà Đế tâm phiền ý loạn đang dần dần thành hình. Chỉ cần món bảo vật này luyện thành thì Huyền Kỳ Nhị Tẩu sẽ thành đế, sẽ là lúc bảo vật giết hắn. Bên ngoài không gian luân hồi ma âm, đại quân thiên đình ào ào đổ ra đánh tới phá thiên quan. Mấy người Vân Quyển Thư mặc ẩn nhìn ra sự thiếu hụt của phá thiên quan, nhân cơ hội đánh tới cứu Thanh Hà Đế. Ở bên kia, một vị đế quân lao đi như chớp về Lăng Tiêu Bảo Điện cầu kiến đế hậu Nương Nương, cúi người nói: "Đại sự không hay rồi, Thanh Hà Đế đã bị Dịch Quân Vương truy sát rồi, chạy tới gần thiên đình mong bệ hạ tới cứu viện." Đế hậu Nương Nương đang trị thương cho Kim Thiên Đế nghe vậy thì bật cười: "Thanh Hà huynh bị Dịch Quân Vương truy sát chạy tới thiên đình sao? Đúng là chuyện lạ." Kim Thiên Đế chấn áp thương thế cũng cười nói: "Người có nhìn nhầm không?" Vị đế quân kia vội vàng nói: "Là Vân Nguyên Soái sai thần hạ tới cầu viện." "Là Vân Ái Khanh thì chấm sẽ đi xem sao? Dịch Quân Vương làm thế nào truy sát Thanh Hà sư huynh được vậy?" Đế hậu Nương Nương rời Lăng Tiêu Bảo Điện, ngẩng lên nhìn Nam Thiên Môn, gương mặt liền thất sắc: "Nguy rồi, Thanh Hà huynh trúng kế rồi." Nàng ta lập tức tế cây cung La Liễu lên, kéo cung bắn hàng loạt mũi tên về một khoảng trống trong chiến trường. Tốc độ những mũi tên ánh sáng này nhanh cực độ, chỉ chớp mắt đã tới, bắn xuyên qua không gian luân hồi ma âm. Đột nhiên một cây dù khổng lồ xuất hiện chặn trước mũi tên ánh sáng. Cây dù đột nhiên xoay tròn chặn đứng các mũi tên, đánh bật lại về sau. Ương Tôn Đế cầm lấy cán dù đứng bên dưới cây dù cười nói: "Đế hậu, các tiểu bối so tài với Thanh Hà huynh vài chiêu, người hà tất phải lớn hiếp bé như vậy?" Đế hậu Nương Nương sắc mặt ngưng trọng, thu cung tên về, tế sinh mệnh cổ thụ lên. Cây cổ thụ khổng lồ vù một tiếng đập vỡ tầng tầng không gian rồi biến mất. Ương Tôn Đế căng thẳng đứng sừng sững bên ngoài Nam Thiên Môn không động đậy. Đế hậu Nương Nương đã ra tay, hắn thì không dám động vì hắn không biết sinh mệnh cổ thụ sẽ tấn công từ hướng nào. Hắn buộc phải dĩ bất biến ứng vạn biến để tránh được ngay trước khi cây linh căn này tấn công. Thực lực của hắn kém hơn Trường Sinh Đế, Trường Sinh Đế có thể chống lại đế hậu, cho dù bị đế hậu dùng sinh mệnh cổ thụ đánh trọng thương thế nhưng dù sao cũng vẫn còn sống sót. Còn hắn thì không chắc mình có thể đỡ được công kích của sinh mệnh cổ thụ hay không. Nếu bị cây cổ thụ đó đánh trúng thì có thể chết bất cứ lúc nào. Ngay khoảnh khắc đế hậu Nương Nương tế cây cổ thụ lên, thân hình bay lên lao về phía Nam Thiên Môn. Ương Tôn Đế phải ứng phó với sinh mệnh cổ thụ, giờ Trường Sinh Đế đang trị thương, nàng ta lao tới, cứ thế lao tới tấn công. Nhân lúc đại quân của Trung Nhạc đang thiếu hụt trong phòng ngự, lúc này đại quân các tộc dưới trướng Trung Nhạc đang ứng phó với công thế của đại quân thiên đình. Nếu bị đế hậu Nương Nương đánh vào không gian luân hồi ma âm cứu Thanh Hà Đế thì chắc chắn sẽ tất cả thành công cốc. Từ chỗ đế hậu cất bước tới chiến trường bên ngoài Nam Thiên Môn, con đường còn xa vời, cho dù là đế hậu thì cũng cần phải có thời gian mới tới được. Nếu đế hậu đánh vào không gian luân hồi ma âm, chỉ e rằng không những Thanh Hà Đế thoát khỏi vòng vây mà ngay cả Trung Nhạc và các đại tướng dưới trướng cũng gặp nguy hiểm. Trong không gian luân hồi ma âm, Thanh Hà Đế vô cùng nguy hiểm, có tới mấy món đế binh, hơn 20 vị đế quân đại viên mãn luân phiên tấn công hắn. Hắn có thể kiên trì tới lúc này đã là không dễ dàng gì. Cảnh Phù Tang của Hỗn Độn Thị, Tạo Hóa Huyền Môn của Thạch Âm Cơ, Y Uyển Như, Con Thuyền Cổ, Thiên Ấn và Thần Đao của Trung Nhạc, Chấn Thiên Hà Đỉnh của Âm Phiền Huyên và Âm Phụ Khang, hai món thần đế binh và ma đế binh của bọn Mục Tô Ca, năm món đế binh của bọn Thái Phùng, Lung Điệt và Thần Vũ Uy Vương, ngũ đại đế binh của Trung Ương Thị, đế binh của Trường Sinh Đế cộng với đế binh của Đề Đình Thị, Cự Linh Thị hợp lực oanh kích luyện hóa, đánh cho khiến hắn toàn thân thương thế, tóe ra máu me be bét. Sáu quầng sáng sau đầu của hắn đã tơi tả, nguyên thần biết cảnh đã bị tổn hại nghiêm trọng, tả xung hữu đột cũng không thể thoát khỏi vòng vây. Bọn Trung Nhạc trong lòng cũng kinh hãi, Thanh Hà Đế không phải nhân vật đỉnh cấp trong đế cấp, thực lực của hắn ở trận đế tranh này không xuất chúng. Nhưng cho dù
ở tầng dưới thì chiến lược của hắn cũng có thể nói là khủng bố. Những người như họ cộng với nhiều đế binh như vậy hợp lực bao vây tấn công mà hắn vẫn chiến đấu được lâu đến như vậy. Muốn giết một vị đế khó khăn như vậy. Thời gian cấp bách, bọn Vân Quyển Thư điều động đại quân Thiên Đình công phá Phá Thiên Quan. Hai bên đã gặp nhau, lúc này cho dù có phân thân Trung Nhạc điều khiển toàn cục, thế nhưng dù sao thống soái các quân đều đang bao vây Thanh Hà Đế. Thế lực Thiên Đình lại vô cùng cường đại, nắm giữ bảo vật như đế thi, đế binh, cường giả thì vô số. Với chiến lược hiện tại của Phá Thiên Quan thì chắc chắn không thể chặn được đội quân lang sói Thiên Đình. Nếu mất nhiều thời gian mà chỉ bò được Thanh Hà Đế thì Phá Thiên Quan sẽ nguy hiểm, chưa biết chừng sẽ đại bại. Huyền Kỳ Nhị Tẩu keng keng gõ búa rèn thần binh, bề mặt thiên bàn và văn lý trên thiên bàn không ngừng biến đổi, tạo nên hình thái của một món trọng bảo. Thứ Huyền Kỳ Nhị Tẩu đang luyện chế chính là món trọng bảo này. Chỉ dựa vào Huyền Kỳ Nhị Tẩu thì không thể dựa vào luân hồi ma âm suy đoán ra bảo vật khắc chế Thanh Hà Đế được, mà thiên bàn của Trung Nhạc thì có năng lực suy đoán cường đại vô biên. Món bảo vật đấy thành hình là một chiếc bình màu bạc, bao quanh là đồ đằng văn lý thủy hỏa, dưới đáy bình là tổ hệ đồ đằng văn. Hai vị đế quân đại viên mãn Huyền Kỳ Nhị Tẩu toàn thân túa đẫm mồ hôi, sáu quầng sáng sau đầu xoay chuyển vù vù, thần quang và thần diệm quanh người rừng rực cháy. Tốn phong thổi khiến cho thần lò bùng cháy sáng rực như hàng ngàn, hàng vạn vầng thái dương tỏa sáng. Những mảnh diệu kim không ngừng được thêm vào lò, cháy khiến cho bầu trời đổ vào trong chiếc bình bạc, tình hình vô cùng đáng sợ. Khi luyện chế thiên ấn và thiên bàn, cảnh tượng cũng vô cùng khủng bố, nhưng dù sao cũng là Trung Nhạc luyện chế, còn bọn họ chỉ là trợ giúp. Còn chiếc thủy hỏa táng thổ bình này là họ đích thân động thủ, khảo nghiệm trí tuệ và đạo hạnh của họ. Nếu món bảo vật này luyện thành, giết được Thanh Hà Đế thì hai người họ luyện bảo nhập đạo coi như đại thành, bọn tiên thiên thần vũ uy vương cũng có thể nhất bộ mà thành đế. Trên bầu trời không ngừng có thiên địa đại đạo tràn tới, ánh sáng rực rỡ hội tụ vào vạn bảo đạo truy, từ bên trong chùy đánh vào trong chiếc bình bạc. Uy lực của bình bạc càng ngày càng mạnh, dao động phát ra khiến cho Thanh Hà Đế càng thêm bất an. Hắn cảm nhận được bảo vật mà Huyền Kỳ Nhị Tẩu đang luyện chế đã bắt được từ huyệt của hắn. Uy năng của chiếc bình bạc này có lẽ không so được với đế binh, chỉ có thể tính là đế quân chi bảo, nhưng nhằm thẳng vào hắn khiến cho hắn có cảm giác bị cái chết nhắm tới. Đúng lúc này, trong không gian luân hồi ma âm chấn động ác liệt, một bàn tay trắng nõn xuyên thủng không gian luân hồi ma âm, rồi thân hình yếu điệu của đế hậu Nương Nương chen vào không gian mà ma âm tạo nên. 18 tầng không gian mà Huyền Kỳ Nhị Tẩu dùng đạo âm tạo thành bị phá từng tầng, bị đế hậu Nương Nương xuyên thủng từng tầng một. Thanh Hà Đế thở phào, hắn đã như cây đèn khô dầu, cho dù Huyền Kỳ Nhị Tẩu không thể luyện thành món bảo vật này thì có lẽ hắn cũng không kiên trì được lâu nữa. Đế hậu tới rất đúng lúc. Bọn Trung Nhạc Thái Phùng dù sao cũng không phải đế, đạo thương gây nên cho hắn không sâu, chỉ là tích tiểu thành đại. Nếu được đế hậu Nương Nương cứu đi, hắn có thể trong vài ngày là luyện đi được những thương thế đấy, hồi phục lại như cũ. Thế Trung Nhạc khét lớn, thần thực tràn vào mọi người, lập tức đế binh đầy trời tấn công đế hậu Nương Nương. Cùng lúc đấy, tiên thiên nhục sĩ của con thuyền cổ chấn động tới trước bệ rèn. Trung Nhạc không nói không rằng đưa tay cầm lấy chiếc bình bạc đang được luyện chế, toàn lực tế lên. Huyền Kỳ Nhị Tẩu cũng không để ý được chiếc bình bạc đã được rèn xong hay chưa, lập tức bỏ vạn đảo bạo truy ra để lên bệ rèn. Hai vị cùng toàn lực điều khiển bình bạc. Chiếc bình bạc lơ lửng trên không trung, miệng bình hướng xuống dưới, lan tỏa ánh sáng huyền diệu hướng về phía trên Thanh Hà Đế. Không gian tầng tầng biến dạng, ánh mắt Thanh Hà Đế lộ ra sự sợ hãi. Trong chiếc bình bạc đó truyền ra dẫn lực mà hắn không thể kháng cự, hút hắn về phía miệng bình. Chiếc bình bạc này vừa hay nắm được từ huyệt của hắn, tìm được sơ hở trong công pháp của hắn, dẫn lực truyền ra từ trong bình nhằm vào bộ phận khảm thủy đại đạo thiếu hụt của hắn, vì thế có thể bắt được hắn. Thanh Hà Đế vừa rơi vào miệng bình, lập tức cảm nhận được pháp lực và đại đạo mất đi kiểm soát. Sáu dòng sông lớn sau đầu không theo điều khiển của hắn bay vào trong gợn sóng trong bình. Nguyên thần của hắn bị hút tới mức lay động, tâm cảnh hỗn loạn, vội vàng định thần lại. Đế cấp tâm cảnh bạo phát, tranh đoạt tu vi của mình với chiếc bình bạc. Hắn thầm nghĩ bụng: đây cũng là một cơ hội hiếm có của ta. Trong chiếc bình này có phần mà đại đạo của ta còn thiếu hụt. Nếu ta vượt qua được kiếp nạn này, luyện hóa khảm thì đại đạo ở trong bình, thì đạo hạnh của ta sẽ viên mãn. Đế cấp tâm cảnh có thể dẫn tới thiên địa đại đạo trợ giúp,
hắn muốn dùng đế cấp tâm cảnh đoạt lấy Khảm Thủy Đại Đạo trong bình để giúp bản thân viên mãn. Đột nhiên, hắn bị Khảm Thủy Đại Đạo nhấn chìm xuống đáy bình. Ở đó là mảnh đại lục hình thành từ Khôn Thổ Đại Đạo. Sáu dòng sông lớn của hắn rơi xuống Khôn Thổ, chỉ thấy đất đai điên cuồng sinh trưởng, đỡ lấy Khảm Thủy Đại Đạo, biến thành sáu dòng sông lớn của đại lục không thể bay lên nữa. Cùng lúc đó, bên trong bình ngọc, hỏa diệm lan tràn, đó là ly hỏa điên cuồng tràn về, nhấn chìm Thanh Hà Đế. Cảnh Phù Tang đâu? Trung Nhạc hét lớn, Hỗn Độn Vũ vội vàng tới cảnh Phù Tang lên, chỉ thấy một cành cây được bao quanh bởi hỗn độn hỏa bay lên, cắm vào trong miệng bình. Cảnh Phù Tang biến lớn thành Phù Tang thần thụ, hỗn độn hỏa dưới gốc tràn vào bình, cùng ly hỏa bên trong luyện hóa Thanh Hà Đế. Huyền Kỳ Nhị Tẩu dựa vào thiên bản của hắn suy đoán tử huyệt của Thanh Hà Đế, tạo nên thủy hỏa táng thổ bình. Hắn hiểu rõ uy lực và uy năng của chiếc bình này. Sự xuất hiện của đế hậu khiến cho Huyền Kỳ Nhị Tẩu chưa luyện thành bình bạc, uy năng của nó vẫn chưa đủ để luyện chết Thanh Hà Đế, còn thiếu một phần uy lực nữa. Nhưng sự xuất hiện của cảnh Phù Tang đã bù đắp được phần uy lực còn thiếu. Trung Nhạc, Huyền Kỳ Nhị Tẩu và Hỗn Độn Vũ điều khiển cảnh Phù Tang và thủy hỏa táng thổ bình. Thanh Hà Đế bên trong bình kêu lên thảm thiết. Đột nhiên một mũi tên ánh sáng bắn tới, keng một tiếng bắn trúng thủy hỏa táng thổ bình. Nguy rồi! Trung Nhạc sắc mặt đại biến, thấy thủy hỏa táng thổ bình xuất hiện một cái lỗ nhỏ, rồi lại một mũi tên khác bắn tới, là tên của đế hậu bắn tới. Đế hậu dù sao cũng đã mở được thất đạo luân hồi, trước sự vây công của đông đảo đế quân đại viên mãn và thần binh mà vẫn còn dư lực. Thực lực của nàng hơn xa Thanh Hà Đế, vừa điều khiển sinh mệnh của thụ tấn công, vừa đối kháng với thần Vũ Uy Vương Thái Phùng, vẫn có thể bắn tên tới, đúng là cường hãn. Mũi tên này bắn tới, Trung Nhạc tế tiên thiên thần đao, một đao chảm đạo chém xuống mũi tên, uỳnh một tiếng nổ lớn, hắn hự lên một tiếng, bị mũi tên đánh bay. Tiếp đấy, mũi tên thứ ba bay tới, keng một tiếng xuyên qua thủy hỏa táng thổ bình, tạo thành hai lỗ thủng lớn. Hỗn độn thủy và ly hỏa trong bình phun ra tứ phía. Thanh Hà Đế cố dốc toàn lực nhảy ra từ lỗ thủng trên thân bình. Đế hậu đương nương tung ống tay áo chặn lại sự tấn công từ xung quanh. Ống tay áo bay lên giống như một dải cầu vồng trắng trải dài vậy. Thanh Hà Đế đứng trên đấy chỉ thấy dải cầu vồng bay lên đưa hắn rời khỏi không gian luân hồi ma đạo. Thanh Hà Đế hoàn toàn yên tâm, thân người suýt chút nữa đã nằm gục ra. Một đạo đao quang chém qua thể quang, chém xuống đỉnh đầu của hắn, rồi chém xuống tận gót chân. Trung Nhạc một chiêu đắc thủ, lập tức tung cánh rút lui, tránh sự tấn công của dạ lụa của đế hậu. Đế hậu nương nương hưởng lại một tiếng, cuốn lấy Thanh Hà Đế đập vỡ không gian luân hồi ma âm bay đi. Thanh Hà Đế mơ màng được nàng ta cuốn đi trở vào trong Nam Thiên Môn. Đế hậu đặt hắn xuống kiểm tra thương thế, thì thấy thiên đế bị luyện gần như cây đèn cạn dầu, thương thế đã tới mức cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng ở trong thủy hỏa táng thổ bình khiến hắn bị thương thế nặng hơn, nhưng có lẽ không tới mức lấy mạng của hắn. Thanh Hà huynh, thương thế sao rồi? Ta sắp chết rồi. Thanh Hà Đế ngồi khoanh chân ngẩng lên nói: Bệ hạ, ta trúng một đao của Dịch Quân Vương. Ta cảm giác được thần thông của hắn ẩn trong nguyên thần của ta, cắt đứt sinh cơ của ta. Thế nhưng không thể tìm được phương vị của thần thông kia. Khi đạo thần thông này bạo phát thì chính là lúc ta chết đi. Thần thông tương lai sao? Đế hậu nương nương giật mình, tâm thần đại loạn, vội vàng nói: Để ta đưa huynh tới Thế Ngoại Chi Châu, ở Thiên Hà Chi Châu, ở đó có phục khí có thể hóa giải thần thông này. Thanh Hà Đế lắc đầu: Phục khí ở đó không hóa giải được thất đạo luân hồi, có lẽ còn có một đường sống khác. Ánh mắt của hắn hiện lên sự khẩn thiết, hơi thở trở nên gấp gáp. Bích Lạc Cung có thể cứu ta, thiên có Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, Bích Lạc Tiên Sinh có thể hóa giải thần thông tương lai này. Khẩn mong bệ hạ đưa ta tới gặp Bích Lạc Tiên Sinh. Đế hậu nương nương chần chừ, nàng ta đoạt sinh mệnh cổ thụ từ Bích Lạc Cung. Nếu đi gặp Bích Lạc Tiên Sinh thì chắc chắn hắn sẽ lấy tính mạng của Thanh Hà Đế để uy hiếp bắt nàng giao ra sinh mệnh cổ thụ. Dùng sinh mệnh cổ thụ đổi lấy tính mạng của Thanh Hà Đế có đáng hay không đây? Bệ hạ không nỡ bỏ sinh mệnh cổ thụ sao? Thanh Hà Đế hiểu ý, liền cười thảm: Người và ta ân ái còn không đáng một cái cây hay sao? Đế hậu do dự. Thanh Hà Đế nhìn thấy biểu cảm của nàng ta, trong lòng biết rõ không còn ôm hy vọng gì với đế hậu nữa, cố gắng gượng dậy lên tiếng nói: Vậy thì bệ hạ đưa ta tới Thế Ngoại Chi Địa cũng được. Sinh mệnh cổ thụ là thiên địa linh căn, uy năng cực lớn, cho dù héo thì cũng hơn hẳn các đế binh khác.
Đế hậu căn bản sẽ không vì tính mạng của hắn mà từ bỏ cây linh căn này. Giờ Thanh Hà Đế chỉ còn một con đường, chính là gửi gắm hy vọng và phục khi ở thế ngoại chi địa. Nếu ở đó có người tu thành Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, hơn nữa luyện thành Thất Đạo Luân Hồi, mà tu vi thực lực còn hơn Trung Nhạc, thì có thể luyện hóa được thần thông của Trung Nhạc. Hy vọng này rất mong manh. Trong số những phục khi ở thế ngoại chi địa, đúng là có người tu thành Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, nhưng chẳng một ai tu thành Thất Đạo Luân Hồi. Hơn nữa thực lực hơn Trung Nhạc thì càng là vực thẳm, đủ để đào thải tuyệt đại bộ phận phục khi ở thế ngoại chi địa. Nhưng có một tia hy vọng còn hơn không có. Chưa biết chừng lại có tuyệt thế thiên tài tu thành bí cảnh thứ 7 rồi thì sao đây? Đế hậu nương nương không động đậy, khẽ nói: Thế ngoại chi địa ta e là không thể đích thân đưa ngươi đi được, chẳng còn phải ở lại đây trấn thủ. Dù gì Ương Tôn Đế và Trường Sinh Đế ở ngay bên ngoài, chỉ có Kim Thiên Đế đang bị thương thì không chống đỡ nổi. Chi bằng thế này, chấm cho một vị đế quân đại viên mãn đưa ngươi đi. Trực ra tốc độ cũng không chậm đâu. Thanh Hà Đế trong lòng lạnh lẽo, thân hình loạn choạng, ảm đạm nói: Nếu vậy làm phiền bệ hạ rồi. Đế hậu gọi Đông Thứ Tướng tới lệnh cho hắn lập tức hộ tống Thanh Hà Đế tới Thiên Hà Chi Châu. Đông Thứ Tướng nhận lệnh, cẩn thận đưa Thanh Hà Đế vào trong không gian bí cảnh của mình, nhanh chóng tiến về hướng thế ngoại chi địa. Từ đây tới thế ngoại chi địa, cho dù là Đông Thứ Tướng dốc toàn lực thì cũng cần khoảng một ngày. Đông Thứ Tướng thuận theo Thiên Hà tới Thiên Đình, tốc độ ngày một nhanh hơn. Đột nhiên Thanh Hà Đế dùng chút pháp lực cuối cùng biến thành Khảm Thủy Đại Đạo từ trong nguyên thần bí cảnh của Đông Thứ Tướng bạo phát. Khảm Thủy giống như biển lớn, chớp mắt tẩy sạch sẽ lục đạo nguyên thần bí cảnh của Đông Thứ Tướng. Đông Thứ Tướng không lường được, đột nhiên thân người cứng đờ sững sờ, nhục thân bỗng nhiên tan rã, toàn thân huyết nhục tan chảy, nguyên thần bị Khảm Thủy xâm thực tan thành tro, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Rồi bộ xương lắc lư nhảy xuống thiên hà, bị nước sông nhấn chìm. Tiện phụ! Thanh Hà Đế rơi xuống sông, loạng choạng đứng lên, quay người vòng qua thiên đình, thở hồng hộc, ánh mắt lóe lên sự hàn học. Người bất nhân, ta sẽ bất nghĩa. Phục khi ở thế ngoại chi địa, căn bản không cứu được ta. Người không nỡ dùng sinh mệnh cổ thụ đổi lấy mạng của ta, vậy thì đừng trách ta vô tình. Hắn gắng gượng tiến về phía trước, cố hết sức vòng qua thiên đình, tới đại doanh phái tiên quan ở đối diện. Hắn nghĩ bụng: Không có sinh mệnh cổ thụ, Bích Lạc Cung tuyệt đối sẽ không cứu ta. Giờ chỉ có Dịch Quân Vương là có thể cứu được ta thôi. Ta thà đầu hàng hắn, đi theo Mục Tiên Tiên, làm thần tử của Mục Tiên Tiên còn có thể giữ được mạng. Thương thế của hắn càng ngày càng nặng, nhưng hy vọng ở trước mặt, vòng qua thiên đình chính là phá thiên quan, chỉ cần tới đấy là có thể giữ được tính mạng. Còn việc không còn thanh danh khi đầu hàng Trung Nhạc, hắn căn bản không bận tâm, thanh danh không so được với tính mạng. Hắn ngày một tới gần hơn với Nam Thiên Môn, nhưng thần tình càng ngày càng hoảng hốt. Thương thế của hắn thật sự quá nặng, Trung Nhạc đã để lại thần thông tương lai trong cơ thể của hắn, tuy chưa bạo phát, thế nhưng ảnh hưởng tới tâm thần của hắn, cộng với vừa rồi hắn đánh lén, áp sát cường giả, ám sát cường giả như Đông Thứ Tướng, dùng hết sức mạnh cuối cùng, khiến thương thế của hắn bắt đầu phát tác. Nhưng điều này chưa lấy được mạng của hắn, sinh mệnh lực của đế cấp rất cường đại, vẫn còn có thể gắng gượng được, chỉ cần đạo thần thông đó không bạo phát thì hắn còn có thể giữ được mạng. Cuối cùng, Nam Thiên Môn đã ở trước mặt, Phá Thiên Quan đã ở phía trước. Cuối cùng hắn đã qua được thiên đình, tới nơi thuộc khống chế của Trung Nhạc. Thanh Hà Đế tâm thần kích động, không kiềm được tự động tăng tốc độ. Nhưng lúc này, hắn nghe thấy một âm thanh khiến cho hắn nổi da gà. Đó là thứ âm thanh từng khiến hắn điên đảo. Tiếng nói đấy chứa đầy nhu tình mật ý, vô cùng dịu dàng, nhưng lọt vào tai hắn thì giống như ma âm lấy mạng vậy. Thanh Hà huynh, huynh đi đâu vậy? Thanh Hà Đế ngẩng lên, thấy đế hậu đương nương, nữ tử này ở phía trước không xa chỗ hắn, dường như vẫn luôn đợi ở đấy, dường như đã biết hắn sẽ đi đường này nên đợi hắn. Khóe mắt Thanh Hà Đế co giật, dặn ra một nụ cười. Ta... Một mũi tên ánh sáng bắn chân qua từ phía sau bay ra phía trước đầu hắn. Tiễn vũ mang theo vết máu và dịch não tới trước mặt đế hậu, xoay chuyển để hất máu tươi ra. Một bọt giọt máu bắn lên môi đế hậu, đế hậu thè lưỡi liếm, không biết là tư vị gì. Tại sao lại muốn phản bội ta? Ta đã ngủ với ngươi nhiều lần như vậy, còn không đủ để cho ngươi trung thành với ta hay sao? Nàng ta nhìn đôi mắt dần không còn thần thái gì nữa của Thanh Hà Đế, thân hình hắn từ từ đổ xuống, tiếng nói vẫn nhẹ nhàng như vậy, đầy nhu tình và mật ý. Ngươi từng nói nguyện chết vì ta, tại sao không đi chết đi? Tại sao lại phản bội lời thề?
buộc ta phải đích thân giết ngươi như vậy. Ngươi quên những lời thề, thề non hiện biến trên giường của chúng ta hay sao? Thi thể Thanh Hà Đế rơi xuống giống như một tòa đại lục bốc cháy, rơi xuống đế tinh, phát ra ánh sáng chói lòa trên không trung. Thiên đình giám thiên tư ngẩng lên giám sát chư thiên, nói nhỏ: "Hey, lại một vị đế chết rồi." Mạc Cẩn đang hạ lệnh cho đại quân thiên đình rút lui, đột nhiên tâm thần chấn động, không giám sát được chiến trường, vội vàng đi tìm Vân Quyền Thư và Thiên Ti Nương Nương. Khí vận thiên đình đột nhiên bị tổn hại, có lẽ có đế đã chết rồi, có lẽ là Thanh Hà Đế. Thiên Ti Nương Nương vừa kinh vừa mừng, cười nói: "Thanh Hà Đế chết là chuyện tốt, phục khi giết hắn đã cho thấy sức mạnh của hắn có thể gánh vác ân oán thượng cổ rồi. Nhân tộc ta lẽ nào sắp cuột khởi thật rồi sao?" "Thiên tử, Mạc sư huynh muốn nói không phải điều này." Vân Quyển Thư sắc mặt ngưng trọng, quay lại nhìn thiên đình lẩm bẩm nói: "Thanh Hà Đế chết, thiên đình mất đi khí vận của một vị đại đế. Trận thua này tới sớm, tới nhanh hơn ta tưởng rất nhiều." Thiên Ti Nương Nương thân mình khẽ run lên, Mạc Cẩn trầm giọng nói: "Khí vận của thiên đình một lúc vơi đi rất nhiều. Trước kia có đế vận chống đỡ, thiên kiếp thiên phạt chưa tới được. Giờ Thanh Hà Đế đã chết rồi, cục thế có dấu hiệu tan vỡ. Cho dù Dịch Quân Vương không tấn công thiên đình nữa, cho dù hắn không thắng nữa, thì thiên phạt áp tới có lẽ cũng sẽ phá hủy thiên đình. Vân sư huynh, thiên đình sắp bị hủy diệt, không nên không kiên trì được bao lâu nữa rồi. Huynh đã chuẩn bị đường lui chưa?" Ba vị nắm giữ tam đại thiên thư của Phục Hy thần triều bọn họ đã biết trận này sắp xuất hiện phong ba bão tố. Cho dù là đế hậu thân ở bên trong một tay khuế đảo trận đại biến này, cũng không biết cái chết của Thanh Hà Đế sẽ khiến cho thiên đình, thiên đế thần triều của nàng sẽ phải gặp hậu họa đáng sợ như thế nào. Vân Quyển Thư gật đầu, hạ giọng nói: "Muốn giữ mạng thì chỉ còn cách mời Bạch sư huynh và Kỳ Yên sư tỷ nhanh chóng luyện hóa kiếp số trên người chúng ta. Nếu không, cho dù có chuẩn bị kỹ như thế nào thì chúng ta e rằng cũng khó mà lòng sống sót được. Đại thế sụp đổ chắc chắn sẽ vô cùng ác liệt. Ba người họ là ba cột trụ chống đỡ thiên đình, không có họ đế hậu không thể lên được đế vị, không thể có được thế lực to lớn như vậy, cũng không thể chống đỡ được đại quân Trung Nhạc lâu như thế. Khi nhà sập thì ba cột trụ cũng chắc chắn sẽ bị vỡ tan. Muốn thoát được chỉ có cách gửi gắm hy vọng vào Bạch Thương Hải và Phi Yên, luyện hóa kiếp số của họ thì mới có thể thoát được kiếp nạn này." Lúc này trên thành Phá Thiên Quan, Trung Nhạc như có cảm giác ngẩng lên nhìn thiên đình, cùng lúc Tử Quang Quân Vương cũng nhìn về phía thiên đình mỉm cười: "Chúc mừng Dịch Quân Vương lập được đại công hiếm có này." Tử Quang Quân Vương cười nói: "Thanh Hà Đế đã chết rồi, thiên đình bại vong hủy diệt là chuyện sớm muộn. Sau này thiên đình diệt vong, Dịch Quân Vương sẽ là đệ nhất công thần." Trung Nhạc không đáp lời, tò mò hỏi: "Tử Quang sư huynh, giờ huynh đã tới mức nào rồi? Huynh nhìn ra được khí vận thiên đình, chắc là tới gần với trí tuệ nhập đạo rồi phải không?" Tử Quang Quân Vương kinh ngạc: "Sao, ngươi cũng nhìn ra được sao?" Trung Nhạc hạ lệnh các quân chỉnh đốn chuẩn bị chiến đấu, hắn lên tiếng nói: "Ta vốn dĩ không thấy, sau đó ta đã thông trí tuệ biết cánh thì nhìn ra. Khi trí tuệ luân của ta mở, hai mắt biến thành trí tuệ nhãn, có thể nhìn thấu mọi bí mật. Nhưng trí tuệ biết cánh không phải biết cảnh thứ bảy của ta, trí tuệ luân cũng không phải vòng luân hồi thứ bảy của ta. Thành tựu của ta về mặt này không cao, hiện tại trí tuệ luân của ta chỉ đủ dùng thôi." Tử Quang Quân Vương động dung, hắn cũng là người biết sẽ nói, mà nói là nói hết những gì mình biết. Hắn lên tiếng: "Thật ra ta cũng có được lợi ích từ ngươi. Ta tự đánh giá bản thân rất cao, thậm chí có phần tự phụ, nhưng tu vi thực lực bị mắc ở tạo vật cánh, không tiến bộ được. Trừ đế tương lai trong thiên hạ bị ngươi cho vào lưới, trí tuệ cao tuyệt trong đó cũng rất có tác dụng khơi gợi cho ta. Những năm nay tiềm tâm thăm ngộ trí tuệ luân, muốn mở ra trí tuệ bí cánh, và giờ cũng có chút thu hoạch rồi." Trung Nhạc tim khẽ run lên thất thanh: "Người không có thánh dược định dùng trí tuệ của bản thân mình mở trí tuệ luân hay sao? Nếu vậy vô cùng nguy hiểm." "Tiên thiên bệ hạ cũng ban cho ta một cây thánh dược, định để ta dựa vào đấy mở ra bí cảnh thứ bảy. Nhưng nói ra cũng lạ, cây thánh dược bị mất một cách rất khó hiểu." Tử Quang Quân Vương cười nói: "Dùng thánh dược có thể mở bí cảnh thứ bảy, không dùng thánh dược nếu tích lũy đủ thì cũng có thể mở ra bí cảnh thứ bảy. Đế hậu và đế minh không phải đã làm được hay sao? Họ làm được, ta đương nhiên cũng có thể."
Sao? Thánh dược bệ hạ ban cho huynh bị mất rồi sao? Trung Nhạc giật mình. Sao lại bị mất vậy? Huynh để thánh dược ở đâu? Liệu có bị ai đánh cắp hay không? Trong nguyên thần bí cảnh của ta. Tiểu Quang Quân Vương cũng không hiểu, lên tiếng nói. Bệ hạ, là sau khi nữ đế bệ hạ từ vũ trụ cổ tới đế tinh ban cho ta cây thánh dược kia. Khi ấy Dịch Quân Vương vừa mới rời đi tới vũ trụ cổ, ta cất cây thánh dược trong nguyên thần bí cảnh, còn chưa kịp dựa vào dược lực của nó để mở ra bí cảnh thứ bảy thì mất một cách bí ẩn. Bản lĩnh của ta tuy không cao, nhưng có thể lấy cắp được thánh dược trong nguyên thần bí cảnh mà không kinh động ta. Thủ đoạn này, Trung Nhạc nói, là một vị đế. Tiểu Quang Quân Vương gật đầu, vô cùng nhẹ nhàng nói, sau khi không còn thánh dược, ta liền thở phào, có cảm giác trí tuệ thông đạt. Dựa vào cây thánh dược mở trí tuệ luân thì đó không phải là trí tuệ. Dựa vào trí tuệ mở trí tuệ luân mới gọi là trí tuệ. Hoặc có lẽ cây thánh dược đó mất đi đối với ta lại là chuyện tốt kìa. Trung Nhạc cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn đang tới. Nếu Tử Quang Quân Vương dựa vào thánh dược mở ra trí tuệ bí cảnh, tu thành trí tuệ luân, thì chắc chắn lĩnh ngộ của hắn về trí tuệ bí cảnh sẽ có thiếu sót, cần mất rất nhiều năm mới hoàn toàn nắm bắt được. Nhưng dựa vào trí tuệ, không dựa vào bất cứ loại ngoại lực nào để mở trí tuệ luân, thì có lẽ Tử Quang Quân Vương sẽ càng có thể đứng trong hàng ngũ các trí giả mạnh nhất từ cổ chí kim. Hắn rất dè chừng Tử Quang Quân Vương, hắn ta túc trí đa mưu, nhưng trước nay đều không khoe khoang, lúc này cũng rất điềm đạm, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm quyển sát vậy. Nhưng theo quan sát của Trung Nhạc, trong những năm hắn và Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Thiên Tiên Nương Nương giao đấu, hắn cũng học tập từ họ, học được tam đại tiên thư khi giao đấu với họ. Luận về hành binh bố trận, dẫn quân đánh trận, Tử Quang Quân Vương trước nay đuổi theo không kịp, nhưng giờ chỉ e rằng Tử Quang Quân Vương đã tiếp cận với hắn về đạo dẫn binh. Hơn nữa, lĩnh ngộ của Tử Quang Quân Vương về khí vận, nhân quả và lục đạo cũng gần với Mặc Ẩn, Thiên Ti và Vân Quyển Thư. Thiên thư mà Vân Quyển Thư bọn họ có được là tàn quyển, tàn phiến, mỗi người đều có sơ hở, đều có thiếu hụt. Chỉ cần có dấu vết thì với trí tuệ của mình, Tử Quang có thể suy đoán ra nội dung của tam đại thiên thư này. Hắn chưa mở ra trí tuệ luân đã thấy được xu hướng khí vận của thiên đình, có nghĩa là lĩnh ngộ được rất nhiều về khí vận thiên thư. Còn về đạo nhân quả, hắn từ lâu đã biểu hiện ra đạo hạnh cao thâm hơn cả Thiên Tiên Nương Nương, từng khiến Thiên Tiên Nương Nương phải chịu thua thiệt không nhỏ. Nếu Tử Quang mở ra bí cảnh thứ bảy tu thành trí tuệ luân thì chỉ e rằng sẽ đặt thông con đường thành đế. Khí vận thiên đình sẽ bái, nhưng trận chiến này không dễ đánh đâu. Tử Quang Quân Vương nhìn về hướng thiên đình, sắc mặt ngưng trọng, hạ giọng nói, cục thế sắp sụp đổ, khi đổ không biết sẽ có bao nhiêu thần ma chết đi. Công phá nơi này tuy là thay trời hành đạo, nhưng đánh vào nơi đã sập chỉ sợ cũng sẽ bị đè chết thôi. Quân tử không ngại tránh nơi nguy hiểm, Dịch Quân Vương ngươi phải cẩn thận. Trung Nhạc căng thẳng cười nói, thay trời hành đạo chưa biết chừng lại được trời thương, ai san bằng thiên đình thì người đó được trời chiếu cố, chưa chắc đã không phải chuyện tốt kìa. Được trời thương chỉ có thể là tiên tiên bệ hạ, chỉ có bệ hạ mới có được chính thống. Dịch Quân, người ham muốn trời thương suy nghĩ không tốt rồi. Tử Quang Quân Vương thản nhiên nói, đây không phải là chuyện thần tử chúng ta nên nghĩ, Dịch Quân vẫn là nên an phận chút đi. Giờ ngươi phải suy nghĩ là tuyệt đối không được chết trong đống đổ nát này. Theo ta, trận chiến thiên đình này sẽ vô cùng ác liệt, chỉ e rằng không chỉ có một vị đế chết đâu, người thân ở trong loạn quân cũng rất nguy hiểm. Giờ tới lúc hái quả rồi, Dịch Quân nhất định là phải cẩn thận, đừng chết ở bước cuối cùng. Bệ hạ quang vinh đang đại báo, đế vị của Dịch Quân chắc chắn chỉ ở dưới bệ hạ, không một ai đoạt được vị trí của ngươi đâu. Nhưng nếu ngươi có hai lòng thì tính mạng sẽ không giữ được. Ánh mắt Trung Nhạc lay động, lướt nhìn đế Tu La bên cạnh hắn, tính toán một chút rồi cười, ta có thể hài lòng gì chứ? Mong là như vậy. Tử Quang Quân Vương thở phào một hơi rồi cười nói, Dịch Quân, làm việc cùng ngươi lâu như vậy, Tử Quang rất kính phục mưu trí và dũng lực của tiên sinh. Tuy ngươi nhiều lần chọc tức ta, ức hiếp ta, nhưng ta vẫn rất thích ngươi, khâm phục ngươi, coi như bằng hữu chí tâm của ta vậy. Ta không hy vọng cuối cùng chúng ta lại thành thù địch của nhau. Trong lời nói của hắn có ẩn ý, liên tục cảnh cáo Trung Nhạc, rõ ràng đã nắm được đuôi của Trung Nhạc. Trung Nhạc trong lòng biết rõ, nhìn sang thiên đình mênh mông rồi lên tiếng, trận chiến cuối cùng này vẫn cần bệ hạ đích thân ra tay đánh sập tòa nhà lớn này.
Hai người đứng kề vai trên thành lâu, ánh mắt lúc sáng lúc tối, trong lòng mỗi người một suy nghĩ. Tử quân, người nói bệ hạ tam thể hợp nhất sẽ là một minh quân hay không? Trung Nhạc đột nhiên hỏi. Tử Quang Quân Vương hơi khựng người, không nói gì. Mục Tiên Thiên có hai mặt thần ma, cũng có một nữ tử mẫu thể, vừa là nam vừa là nữ. Thần đạo chân thân là minh quân, có sự quang minh của thần tộc. Ma đạo chân thân thì là bạo quân, có sự bạo liệt của ma tộc. Mẫu thân thì khá trung hòa, thế nhưng cũng không có sở trường gì đặc biệt. Nếu hắn tam thể hợp nhất thì hắn sẽ là minh quân hay là bạo quân, hay có sự tàn bạo trong sự anh minh đây? Nếu là cái sau thì sao đây? Tử quân, ngươi vẫn luôn cảnh cáo ta, bảo ta cũng được phụ bệ hạ. Nếu đến ngày thiên hạ bình định, bệ hạ phụ chúng ta thì sao? Trung Nhạc khẽ nói. Ta đã chuẩn bị sẵn đường lui, chuẩn bị rời xa khỏi Tử Vi tới Vũ Trụ Cổ. Tử Vi ta đã bình định cho bệ hạ, Vũ Trụ Cổ vẫn cần bình định. Nhớ bệ hạ phụ ngươi, ngươi đã có đường lui chưa? Tử Quang Quân Vương trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng cười nói. Ta đã chuẩn bị ẩn cư, đưa kiểu thê mỹ quyến theo, làm một phú ông, làm hàng xóm với y lão. Ta sẽ khuyên y lão bỏ vị trí nhân hoàng, đặt xuống hải bão không thể thực hiện của hắn cùng ta quy ấn. Hắn quay người đi, quay lưng với Trung Nhạc. Ta đã lập nhiều công với bệ hạ như vậy, khi bệ hạ thanh tẩy vết nhơ trên người sẽ bỏ qua cho ta và y lão. Những gì Mục Tiên Thiên đã trải qua chắc chắn có rất nhiều điều mờ ám mà thần tử của hắn biết. Có những việc thậm chí mượn tay Tử Quang Quân Vương để hoàn thành, có những việc Tử Quang Quân Vương đã thấy tận mắt. Sau khi hắn thành đế chắc chắn sẽ xóa bỏ những vết nhơ trên người. Dịch quân, xóa bỏ vết nhơ không có nghĩa ngài là hôn quân. Tử Quang Quân Vương cất bước rời đi. Bệ hạ có hoài bão lớn, chỉ cần ngươi không phản bội thì ngài sẽ dùng ngươi. Trung Nhạc khựng người, lắc đầu suy nghĩ. Ta và Mục Tiên Thiên đã chủ định không phải người cùng đường. Hắc đế tặng cho hắn con mắt kia, chắc sắp sửa giải phong ấn rồi. Tử quân, đại hội chưa đế lần thứ ba, ta sẽ tổ chức cả Vũ Trụ Cổ, người nhất định phải đi. Hắn đột nhiên nói lớn. Tử Quang Quân Vương dừng bước quay lại cười. Được, Dịch Quân Vương nổi danh thiên hạ, đích thân mời, đúng là vinh dự của tử mỗ ta, tử mỗ nhất định sẽ tới. Trung Nhạc vẫy tay, hai người nhìn nhau cười. Tử Quang Quân Vương dẫn Đế Tu La cùng xuống khỏi thành lâu. Sau Nam Thiên Môn có vầng thái dương từ từ chìm xuống trong thiên hà, ánh sáng hoàng hôn khiến cho thiên đình có vẻ càng thêm lung linh. Sự khép lại của một hoàng triều lại hoành tráng như vậy sao? Trung Nhạc thở ra một hơi khí đục. Nếu là chôn cất một thời đại thì sao đây? Sẽ hoành tráng tới mức nào nữa đây? Bất chi bất giác lại nửa năm qua đi. Trong nửa năm này, thiên đình và phá thiên quan dường như có sự giao kết ngầm. Hai bên không hề gây chiến quy mô lớn, mà chỉ có những trận chiến đánh nhỏ, tiếp xúc một chút rồi tách ra, không hạ sát thủ lẫn nhau. Rõ ràng Vân Quyền Thư, Mạc Cẩn và Thiên Tư cũng biết khí vận thiên đình đang nguy kịch, không chịu nổi sự dày vò. Mà Thanh Hà Đế đã chết, Kim Thiên Đế cần trị thương, Đế Hậu độc mộc khó đỡ. Thực lực của nàng tuy hơn Ưng Tôn Đế rất nhiều, thế nhưng cũng không dám hành động liều lĩnh. Trung Nhạc thì vì đợi sự xuất hiện của Mục Tiên Thiên nên cũng không dám có hành động gì lớn. Hôm nay Đế Hậu Đương Nương đột nhiên có vẻ mừng rỡ, gọi bọn Vân Quyền Thư tới, cười nói. Giang sơn của trẫm không phải lo gì nữa rồi. Mấy người Vân Quyền Thư, Mạc Cẩn nhìn nhau, không biết tại sao đột nhiên Đế Hậu lại nói như vậy. Vân Quyền Thư ho một tiếng cung kính nói. Giang sơn bệ hạ vốn dĩ đã vĩnh tồn, thọ ngang thiên địa. Đế Hậu cười. Người không cần an ủi ta, ta cũng biết cục thế hiện nay rất nguy hiểm. Thanh Hà Đế bị Dịch Quân Vương giết đi, khiến cho hoàng triều của trẫm vô cùng nguy hiểm. Mục Tiên Thiên đi chuyển viện quân có lẽ sẽ tới nhanh thôi, vì thế trẫm cũng không nhàn rỗi. Mấy vị sư huynh sư đệ, các ngươi vào đi. Vừa dứt lời thì sáu vị nam nữ trang phục cổ quái đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Sáu người này, ba người mặc áo trắng, đầu cắm lông trắng, sau lưng có cánh trắng, toàn thân trắng như tuyết, thậm chí ngay cả da bàn tay và trong mắt cũng trắng, không nhìn thấy bất cứ màu sắc gì khác. Ba người còn lại thì mặc áo đen, đầu cắm lông đen, sau lưng cánh đen, da đen xì, không có bất cứ màu sắc gì ngoài màu đen. Trong đó đứng đầu hai bên trắng đen là hai vị đế, nhìn tuổi có vẻ cao, đều có râu dài. Cổ quái là một người râu đen, một người râu trắng. Hai vị sư huynh, chư vị sư đệ. Đế Hậu vội đứng dậy, mời sáu người ngồi xuống rồi cười nói. Sau khi mọi người thành đế, đều rời khỏi Tiên Thiên Đạo Sơn, mỗi người một sự nghiệp riêng, cách ta cũng xa. Chúng ta tức giận ít qua lái là tiểu muội sai rồi.
nay tiểu muội gặp phải khó khăn, buộc phải nhờ các vị sư huynh đệ tới tương trợ. Dịch Quân Vương cường hãn, Mục Tiên Thiên cũng đi gặp sư tôn hắn cầu viện binh. Người tiểu muội có thể nghĩ tới chỉ có mọi người mà thôi. Hắc Đế tính tình cô độc, lạnh nhạt, ngoài Mục Tiên Thiên ra thì không còn đệ tử nào khác xuất sắc cả. Hắc Nha Thần Đế toàn thân màu đen cười nói: "Sư muội yên tâm, viện binh của Mục Tiên Thiên mời tới đối với bọn ta không có gì khó cả." Còn Bạch Nha Thần Đế toàn thân màu trắng kia cũng cười nói: "Thần ma chân thân của Mục Tiên Thiên đã chết rồi, hắn hiện tại nhiều nhất có thể hồi phục tới trình độ trước kia, thực lực không phải quá mạnh, chúng ta có thể ứng phó được. Còn tên Dịch Quân Vương kia..." Hắn mặt đầy sát khí, lạnh băng nói: "Tên này dám xông vào đạo trường của sư tôn, giết không biết bao nhiêu đồng tộc của ta, suýt nữa đã bị hắn giết rồi. Nhất định phải khiến cho hắn chết không có chỗ chôn." Đế Hậu yên tâm hỏi: "Hai vị sư huynh đã về đạo sơn gặp sư tôn rồi sao?" Hắc Nha Thần Đế và Bạch Nha Thần Đế nhìn nhau lắc đầu. Bạch Nha Thần Đế nói: "Tuy bọn ta không về núi, thế nhưng cũng nhận được tin của sư tôn. Túc Nha sư đệ, người nói đi." Ở bên cạnh, Túc Nha vội vàng nói: "Sư tôn nói sẽ đích thân tới đây." Đế Hậu toàn thân run lên với vẻ khó tin, thật là mừng hơn mong đợi. Nàng cười tươi nói: "Mục Tiên Thiên không phải giả chết đấy chứ? Nếu sư tôn đích thân tới thì mười Mục Tiên Thiên cũng sẽ bị sư tôn xử chết thôi." Giờ Hắc Đế đang bế sinh tử quan không rời đi được. Sư tôn là võ đế, Mục Tiên Thiên chắc chắn khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi. Túc Nha nói: "Sư tỷ, sư tôn còn nói trận chiến này là thời khắc để sinh mệnh của thụ hồi sinh. Ngài đã biết vị trí của quả hạch của sinh mệnh của thụ kia rồi." Đế Hậu liền cựng người: "Sao? Vị trí của quả hạch cơ? Họa bích ba hoa của sư tôn bị Dịch Quân Vương đánh cắp rồi. Lão nhân gia làm như thế nào mới biết được vậy?" Túc Nha cười: "Có người đã giao dịch với sư tôn, rồi cho sư tôn biết vị trí ẩn mình của quả hạch. Tỷ yên tâm đi, sinh mệnh của thụ sắp hồi sinh. Cây cổ thụ này có thể giúp tỷ bình định thiên hạ, cũng có thể giúp sư tôn tiếp tục tiến thêm được một bước kìa." "Sao? Hồi sinh sinh mệnh cổ thụ sao?" Đế Hậu nương nương tim đập thình thịch. Giờ sinh mệnh cổ thụ vẫn ở trạng thái khô héo, mà đã có uy năng lớn như vậy, nếu hồi sinh trở thành linh căn thì có thể nắm giữ tính mạng của mọi thần ma, thì uy năng sẽ khủng bố tới mức nào đây. Nhưng trong lòng nàng ta vẫn còn có chút mất mát. Nguyên Nha Thần Vương nếu hồi sinh sinh mệnh cổ thụ thì sinh mệnh cổ thụ sẽ trở thành của Nguyên Nha Thần Vương, không phải bảo vật của nàng ta nữa. Từ đó nàng ta sẽ mất đi một chỗ dựa. Nhưng so với sự bảo vệ của Nguyên Nha Thần Vương, mất đi sinh mệnh cổ thụ cũng không có gì to tát. Có Nguyên Nha Thần Vương bảo vệ, đế vị cũng vững chắc, giang sơn vững bền, cho dù là Mục Tiên Thiên thì cũng là loại tép diêu. Mục tiêu của nàng ta chính là đế vị, nếu đế vị vững chắc thì không có sinh mệnh cổ thụ cũng có sao đâu.